Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hạnh phúc quanh ta, chuyên mục đẹp hơn mỗi ngày. Quý vị khán giả thân mến, da mụn luôn là một nỗi ám ảnh đối với tất cả các chị em phụ nữ. Nó không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn rất khó khăn trong việc chăm sóc và trang điểm. Trong chương trình ngày hôm nay, chuyên gia trang điểm Kim Tuyến sẽ hướng dẫn cho các chị em có làn da mụn cách trang điểm để chúng ta có được một làn da sáng bóng và mịn màng. Chị Kim Tuyến thân mến, theo như Quỳnh Anh được biết, những bạn nữ mà sở hữu một làn da mụn thì các bạn rất là thiếu tự tin. Vậy khi mà chúng ta sở hữu một làn da mụn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về mặt thẩm mỹ? Thực sự ra khi các bạn sở hữu một làn da mụn thì cái việc mà ảnh hưởng thẩm mỹ nó rất là quan trọng. Các bạn sẽ không tự tin khi các bạn xuất hiện trước đám đông, mà các bạn cũng rất là ngại ngùng khi trang điểm. Thì Kim Tuyến sẽ chia sẻ những bí quyết để làm sao để các bạn sẽ an tâm hơn khi các bạn trang điểm, để các bạn có thể che lấp bớt đi những cái phần mà mụn nó lộ diện trên khuôn mặt các bạn, để thẩm mỹ nó sẽ cao hơn. Một điều mà cần lưu ý ở các bạn là khi các bạn sở hữu một làn da mụn, các bạn cảm thấy thiếu tự tin về cái mặt thẩm mỹ, chính vì vậy các bạn sẽ trang điểm mỗi ngày để lấp, như vậy là điều không đúng. Các bạn chỉ cần trang điểm khi nào cần thiết thôi, còn lúc không cần thiết thì các bạn nên để cho mình một cái làn da thông thoáng hơn, để cái mụn mình nó không được phát triển nhiều, nó không bị ngạt thở các bạn nhé. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, không biết là chuyên gia trang điểm Kim Tuyến có thể hướng dẫn cho tất cả các bạn nữ cách trang điểm để che khuyết điểm khi da của mình bị mụn được không ạ? Kim Tuyến muốn chia sẻ với các bạn rằng nếu như ngày mai mà mình chuẩn bị phải có một cái buổi gặp gỡ khách hàng hoặc buổi đi tiệc gì đó cần phải trang điểm, thì điều đầu tiên là ngày hôm nay mình đã chuẩn bị một làn da thông thoáng trước. Các bạn nên sử dụng một cái loại mặt nạ dành riêng cho da mụn. Các bạn có thể pha mật ong nè, vài giọt chanh nè, với lại lòng trắng trứng gà. Các bạn làm một cái mặt nạ như vậy, các bạn đắp lên da khoảng lối 15 phút, sau đó các bạn gỡ mặt nạ ra và các bạn có thể rửa lại bằng nước ấm. Thì lúc này các bạn sẽ có một cái làn da thoáng, giảm đi cái phần dầu và giảm đi phần sưng tấy của mụn. Và khi các bạn bắt tay vào việc trang điểm, điều mà cần quan trọng nhất là các bạn xịt một loại nước hoa hồng dạng kèm dầu để làm cho da các bạn được cân bằng dầu hơn. Bước kế tiếp là các bạn sẽ cung cấp một cái dưỡng chất dành riêng cho da mụn để kèm dầu thêm một lần nữa, đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba là các bạn sử dụng một loại kem nền dạng oil free dành cho da dầu và các bạn tán đều thật là mỏng trên bề mặt da. Tiếp là bạn dùng một loại concealer nó phù hợp với màu da mà dạng đậm đặc hơn và cứng hơn. Lúc này bạn dùng cái đầu củ với mu ngón tay này và các bạn chấm lên những điểm mụn cần che. Các bạn không nên che hết toàn bộ khuôn mặt mà nên che những điểm nào cần thiết nhất. Sau khi các bạn cho kem concealer lên trên bề mặt da mụn và các bạn sẽ tán để thấm sâu. Khi các bạn thấm sâu một lần là các bạn dùng đầu ngón tay, các bạn sẽ làm mất ranh giới. Và một điều mà Kim Tuyến muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng khi các bạn sở hữu một làn da mụn, các bạn muốn trang điểm là tuyệt đối không nên sử dụng bằng cọ để đánh nền, mà cũng không nên sử dụng bằng bông mút để đánh nền, chỉ sử dụng bằng tay thôi. Thì lúc này tay mình sẽ cân được cái lượng nền nó vừa mỏng vừa đủ và được che được lớp khuyết điểm. Quý vị khán giả thân mến, Quỳnh Anh cũng hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì các bạn nữ sở hữu một làn da mụn sẽ tự tin hơn để trang điểm khi cần thiết, và chúc cho các bạn thành công với những bí quyết vừa rồi. Xin cảm ơn chuyên gia trang điểm Kim Tuyến. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Sắc Ngọc Khang thuộc công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.